ở trong một cái chương trình của một trung tâm hải ngoại rất là lớn, trung tâm rất là nổi tiếng tại hải ngoại. Thì lúc đó Hương chưa có lên đó diễn, Hương chỉ là một cái diễn viên vô chơi thôi. Thì Hương đứng cánh gà, thì ảnh làm một cái show, những cái show, một trong những show mà anh Phương làm đạo diễn âm nhạc đó là cuốn 101. Trong cuốn Tiếng Nga Paris By Night mà làm nhạc live cho chú, cố nhạc sĩ Lam Phương. Và từ cái cuốn đó trở đi là chú Lam Phương là chú quý anh Phương như là một người con cháu trong gia đình. Và khi mà Việt Hương làm cái live show, Việt Hương có lấy một cái bài cho em quên Tuổi Ngọc, thì Hương cũng chạy tới chú, thì chú nói là con như là vợ anh Phương, con cũng như con của chú, con làm lại, thì Phương làm lại hết cho chú cái nhạc đó, nhạc live chú thương nó lắm, cho nên là con muốn làm gì cũng được. Nói chung là sau khi mà mình làm chung á, thì mình mới biết được là những cái mà anh Phương hỗ trợ hay những cái Phương anh Phương làm thì cũng đều hỗ trợ cho mình được về cái nghề của mình đó. Cho nên là mình đứng đằng sau lưng, mình thấy ảnh là giống như lúc đó ảnh điều khiển băng nhạc, ảnh làm gì thì mình thấy ui ảnh to lớn quá, chứ không phải là như là chồng mình ở nhà. Có bao giờ chị nghĩ là nếu như anh không đứng từ lưng về sau để hỗ trợ mình nhiều như vậy thì anh sẽ là một người sĩ tên tuổi lớn? Ngay những Hương không nghĩ như vậy. Mọi người có một cái số đó, có thể ngay từ đầu do ảnh là ảnh chọn làm nhà giáo, ảnh chọn dạy nhạc, chứ ảnh lại không chọn đi biểu diễn. Rồi sau đó thì ở trường ở đó, trường ở Mỹ lại muốn ảnh đi biểu diễn nguyên một dàn nhạc. Thì khi ảnh đi biểu diễn, ảnh mới nói mình đi biểu diễn, hoặc là đi hát quốc ca trong mấy cái chương trình mà đánh bóng ở bên Mỹ, thì ảnh mới nói đi biểu diễn cũng vui. Thì khi đó là do ảnh chọn, còn Hương là do Hương chọn đi biểu diễn, và Hương đã bỏ học đạo diễn. Khi đó thầy Trần Minh Ngọc có nói là con nên quay lại học đạo diễn tại trường, trường hỗ trợ lắm á, tại lúc đó Hương có cái đầu óc đó. Nhưng mà thầy cứ nói tiếc cho Hương quá, con không quay trở lại tiếc cho Hương quá, thầy cứ nói vậy thôi. Nhưng do Hương chọn biểu diễn. Còn anh Phương thì ngày xưa anh đi học, rồi anh học lên cao học thì ảnh lại chọn là ảnh đi dạy. Cái gì nó cũng có cái của nó. Tới ngày 20 tháng 11 Hương đâu được tặng gì đâu, còn anh Phương được tặng quá trời. Giống như Tết vậy á, Tết á anh Phương được tặng quá trời luôn mà Hương đâu được tặng gì đâu. Có chồng làm chung cái lĩnh vực nghệ thuật như vậy thì em bất lợi như là có cái bất lợi mà cũng có cái thuận lợi. Giống như nãy anh có nói thuận lợi về cái phần nghệ thuật là mình hỗ trợ cho nhau, còn cái bất lợi á là hai ngành nghề khác nhau, cho nên là nếu mà ảnh làm nghề kịch thì mình có thể dìu ảnh, nếu mà Hương ảnh làm nghề ca thì Hương có ảnh có thể dìu Hương đi ca. Nhưng mà cái này hai nghề khác nhau, cho nên là nó khác nhau nhiều lắm về cái cách suy nghĩ, về cái tư duy luôn. Dạ. Có bao giờ mình gặp bất đồng trong cái đời sống hôn nhân vì cái hai cái câu hỏi này của Hương gặp rất là nhiều. Nhưng mà Hương, nếu mà có hôm nay Hương cũng hỏi anh là anh ráng nhớ là cái phần mà cái lần mà gây lộn gần nhất ở đây á là lúc nào, thì chắc là hai vợ chồng đều phải suy nghĩ rất là lâu, tại vì lâu lắm rồi không biết là gây lộn lúc nào, là nó không có cái bất đồng. Mọi người, hai người đều hiểu như nhau. Tánh Hương rất là nóng, nhưng mà khi mà ở với nhau tính thời gian này thì Hương biết là lúc nào nên cần nói và không thèm nói đi chỗ khác. Một hai ngày sau là mình sẽ nói, nhưng mà nói là đều chính xác, hai người nói về nhau đều chính xác. Hương nghĩ là cái quan trọng là tôn trọng á, mình rất là tôn trọng nhau, cho nên là mình sẽ sống được tới ngày hôm nay. Còn biết sau này làm sao nha, không ai nắm tay một ngày tới sáng đúng không, tung hô cho cố đâu có được. Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ thì Hương thấy là hai vợ chồng rất là hợp nhau, nhiều về nhiều mặt, ít có bất đồng. Chị thấy bé thì có khả năng thiếu giống anh hơn là Hương? Không giống ai hết á. Bé không có hoạt náo như Hương, cũng không có nghiêng về phần âm nhạc. Bé từ nhỏ được anh Phương cho học piano, tại Hương nghĩ piano là dùng cả hai tay á, thì cái phát triển cái bán cầu não trái nó tốt hơn. Thì mình nghĩ vậy thôi, ảnh nói vậy á, giỏi hơn. Thì mình nghĩ vậy thì bé được học thôi. Còn mà đứng nghiêng về làm ngành nghề nghệ thuật thì Hương không có hướng theo, tại vì ai làm nghề này mới biết rất là cực, chứ không phải cực thường, cực lắm. Cho nên Hương không muốn con mình, con Hương thì nó lại thích là nó nghiên cứu về cái cây xanh á. Trời, cái nó trời ơi, gái mà nghiên cứu cây xanh là sướng lắm, ngồi trong phòng mát cái nghiên cứu mấy cái cây nó sung sướng vô cùng. Mà cái cây nó cũng không có cự lộn gì với mình, thấy không, cây xanh cũng dễ thương được. Cái mình nói thôi con học nghề đó đi, con thích vậy. Mà con thì rất là lành tính, con nghĩ chắc là hiền lành giống anh Phương. Tới thì cũng là sắp đáp một năm của chị Phi Nhung, để chị có kế hoạch gì? Hương thì Hương theo, tại vì hai người bạn của Hương mất đi đều theo quốc tịch Mỹ, theo cái giờ Mỹ là giống như anh Chí Tài thì ảnh mất vào ngày 9 tháng 12, thì ngày Tây lịch ảnh theo đạo Chúa, thì Hương cũng cúng cho anh
vào đúng ngày tây lịch để mọi người đều nhớ, tại ngày âm lịch thì sẽ chạy loạn xạ. Còn Phi Nhung thì lại là ngày 28 tháng 9 tây lịch, cho nên là Hương cũng nghĩ là tới ngày đó thì Hương, tại vì anh Tài thì chị Loan nhờ Hương cúng trong Việt Nam luôn, và Hương coi như một người anh. Còn Phi Nhung là còn gia đình, còn người thân rất là nhiều, cho nên là mình bước ra, mình đứng ở một bên, mình nhìn thôi. Thì Hương cũng sẽ xin phép gia đình, nếu có làm thì cho Hương tới thắp nhang, chứ Hương cũng không tổ chức hay làm gì. Tại vì mình phải tôn trọng gia đình, gia đình là trên hết, là họ quyền quyết định. Còn Hương là người đồng nghiệp chứ không phải là người bạn thân nha. Người bạn thân là khác, người bạn thân là biết hết tất cả về Phi Nhung, còn đồng nghiệp là chỉ có đi diễn chung, là gặp chơi, là mình thân với nhau và rất là yêu quý cái tấm lòng của cổ. Khi gặp mình á là hai đứa giỡn, mà Nhung lớn hơn Hương, mà Nhung rất là quý Hương á, không có nề hà cái diễn đâu. Mỗi lần Nhung diễn gì không hay là Hương đều nói sao bà làm vậy, hoặc là bà chạy vô hỏi Hương bà Hương bà hay kêu Hương vậy, Hương bà làm bà nãy bà đã bà coi tôi diễn vậy sao, bà tôi diễn vậy có nhiều quá không. Thì Nhung lớn hơn mình nhưng mà Nhung rất là học hỏi này nọ đó. Thì Hương thấy cái đó là một cái đồng nghiệp với nhau rất là quý, cho nên Hương nghĩ là nên tôn trọng gia đình, và Hương sẽ đứng ở một góc nào đó, Hương xin là Hương tới thắp nhang thôi đó. Thì cái đúng vô cái ngày đó mình sẽ làm cái việc đó, và Hương nghĩ là mọi người sẽ nhớ cái ngày tây lịch hơn, tại vì ngày âm lịch sẽ nhớ lộn xộn hết. Cảm ơn tất cả các bạn hôm nay tới với live show của anh Phương, cho nên Hương nghĩ là nên vô hỏi anh Phương đi, đừng có hỏi Hương hỏi ảnh đi, lòi ra được nhiều thứ lắm. Còn Hương nhiều khi mà mình quen với cái phỏng vấn rồi, Hương sẽ trả lời khéo léo uốn lượn đồ nghe, còn ảnh là sẽ trả lời lòi ra nhiều thứ lắm. Ổng trả lời hồi ổng không biết cái dùng cái từ là xưng có quy mô, tại vì ảnh không có cập nhật, nói gì nói cũng ảnh hưởng ở Mỹ quá lâu, ở gần 30 năm, mà 78 năm. Thế là ổng sẽ dùng từ rất lạ, ngồi suy nghĩ những cái từ ngữ đó, cho nên là phỏng vấn anh Phương đi sẽ vui hơn mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Không có đi chơi, tại vì hôm nay ngày 1/9 rồi, giờ này live show cũng phải làm xong, ngày mai là hậu kỳ cho cái chuyện này, chắc là nó sẽ dài lắm. Thì chắc là nhân viên thôi, nhân viên là anh, còn đặc biệt là karaoke là không được chơi rồi đó. Ngày mai ở đây là anh Phương lại phải điều hành chung với các bạn. Bé được nghỉ học nhà chơi, nhà chị hai đang coi con nhà, không được lên đây chơi. Hương có người chị à, cho nên chị phải ở nhà đó để coi bé. Bé nó không biết lễ, không có ấy. Ví dụ như là một cái tuần sau thì vị Phương sẽ nói là ba mẹ sẽ dành cái tuần này không đi làm gì hết, dẫn con đi chơi, là đối với cô gái đó là lễ rồi đó. Hoặc là ví dụ như về Mỹ một tháng vừa rồi thì con về chơi này nọ, thì vị Phương nói là hè con muốn đi đâu. Ví dụ như mọi năm thì bạn đó nói là bạn thích đi Hàn Quốc, đi Nhật hay là đi đâu, tại vì dạo này hơi lớn tin là phải đi Nhật á, thì bạn ấy sẽ chọn là con đi Nhật rồi, Tết rồi thì giờ con muốn về Mỹ thăm bạn thì đó, thì bữa về cho về Mỹ thăm bạn. Và về Mỹ là đúng như thăm bạn luôn, không có ở nhà luôn, ở nhà có 5 ngày. Với lại thiệt tình là lúc đó về thì Việt Hương có một cái show ở Las Vegas để chào nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, sau đó thì có hỗ trợ cho một cái gia đình người chị về một cái đám ma, cho nên là mình lại lo phụ, lại phải gửi con, cho nên là con đi qua nhà bạn chơi đúng từ luôn. Hương có nói, Hương xin nhắc lại là nếu để hỏi cả hai vợ chồng luôn là gây lộn, cái mới rất gây lộn rồi nào. Thì có người sẽ nói mới hôm qua hôm kia, ngày mốt ngày tuần nha, nhưng mà Hương với anh Phương ít có gây lộn lắm, tại vì khi mà anh nói là đúng, khi mình nói là đúng, lúc mà mình giận thì hai vợ chồng sẽ nói là em không nói nữa, hoặc là anh không nói nữa, xong rồi mình sẽ nói với nhau vào một hai ngày sau, mình nói là hôm bữa đó ngày hôm qua nói gì là sai, tại vì vậy. Nhưng mà về cái phần này tôn trọng nhau là gì, tại vì anh Phương rất là giỏi về cái phần đó. Ví dụ về làm ăn đi, dính dáng là một cái gì đó mà cần phải thương lượng, cần phải đọc tiếng Anh, cần phải dịch thuật và cùng phải thương lượng với người nước ngoài, thì mình sẽ cãi là em cần cái đó. Thì anh Phương nói không, hiện giờ thị trường nó cần vậy, ở trên nó vậy. Thì khi ảnh nói tiếng Anh hay là ảnh cãi với cái ông người nước ngoài đi, thì chị sẽ là không phải là người cãi, mà chị nhiệt quyết lắm để chị cãi là chị sai. Thì ảnh sẽ giải thích, ảnh nói là em bình tĩnh đi vậy đó. Thì cái tôn trọng ảnh là ồ, ổng giải thích đúng quá, mình hồi nãy mình sai. Còn ví dụ như về cái phần nghệ thuật, cái phần làm việc, thì ảnh hỏi sẽ hỏi chị là tại sao em làm cái đó, thì mình sẽ nói là anh để em giải quyết ở cái phần này. Thì khi em giải thích ảnh thấy ý đúng, dạ. Cho nên là vợ chồng chị sẽ có là nói
họp bàn nói chuyện chứ không có gây. À vậy đó, cái chuyện này chắc là rất là khó để mà trải dài nhiều năm, nhưng mà vài năm đầu thì trụ trị là gây dở nóc đó, mạnh lần nào đó gây á. Có chứ, chị gây lộn là chị khóc rồi, tại nó không lợi. Người ta nói đúng, mình là cãi ngang, cãi chày, cãi cối, cãi dễ nặng đó. Thì là những năm đầu chứ, năm đầu, hoặc là nhiều khi là mình bị tổn thương lại gì mấy ông, tự mình cảm thấy là mình không có được cái người đó bên cạnh. Là trong cái thời gian anh Phương ở nước Mỹ, chị ở nước Việt Nam rất là quan trọng, gần 5-6 năm trời. Chị nghĩ nếu 1-2 năm nữa chắc chị đứt luôn á. Tại vì lúc đó hai vợ chồng đều có công việc riêng, anh Phương kinh doanh ở bên Mỹ, rồi anh làm vacation, làm vacation cực lắm. Em phải lo nhà cửa, khách ra vô, rồi anh bán nhà sửa nhà. Ở bên Mỹ không phải như cái gì mình cũng kêu họ đâu, có chuyện gì người ta cũng kêu mình. Rồi anh Hùng làm nhà hàng, làm mỹ phẩm bên Mỹ. Nói chung là mỗi một người đều có việc riêng, không ai cần ai nữa hết, hiểu không? Thì nếu mà không có gặp những cái biến cố của anh em đồng nghiệp á, mới sợ mất nhau quá, nó chết rồi mọi người nơi không được, cũng được gom về một chỗ. Có thể trong thời gian dịch mọi người đều sợ hãi và đau khổ, nhưng mà trong thời gian đó là gia đình Hương ở gần nhau nhiều nhất và gắn kết với nhau gần nhất luôn, nhiều nhất luôn. Có thể là những cái năm tháng nào ảnh bệnh hay đâu bệnh không biết, nhưng mà cái kỳ đó là anh Phương có đá, ảnh khiên gạo hay làm gì, ảnh có đá chân vô một cái hàng rào sắt gia đình nhà ta, cái chân anh sưng lên. Mà lúc đó không có bác sĩ, tôi chữa luôn, tôi ra rửa nước, ngồi lấy chân rửa nước, rửa chân cho chồng, rửa cái thương á, rửa luôn, rửa nước muối luôn, không la gì hết trơn á, mà giờ không có bác sĩ đâu, làm luôn vậy đó. Nói chung là tự nhiên lúc đó mình cảm thấy rất là gần, đúng không? Có bao nhiêu người mà đi rửa chân cho chồng mà lúc đó không rửa đâu được, chảy mũ chảy máu mình rửa luôn. Rồi bác sĩ nói là Hương ơi, bây giờ em làm vậy nè, em lấy cái nước đó em nè. Thì bác sĩ rất là quý, chỉ hai chồng làm vô, rồi đừng có đi lại động này nọ, ví dụ những cái đó nha. Rồi những cái mà mình buồn, mình khổ, mình khóc, mình thương á, đồng nghiệp mình á, có ổng bên cạnh hay lắm, hay vô cùng. Nếu mà ổng kịp thời chắc không được luôn á, mạnh nào đó lao làm. Chị là cũng quá trời làm việc rồi, chị 4 công ty ở trong nước đây, và em nghĩ coi chị làm không, chị lo chị bung xà chứ, chị quên gia đình luôn, con chị còn quên chị mà. Chị ơi, chị thấy cái điều mà mình thay đổi nhất sau nhiều năm hôn nhân của anh Cương là gì? Đầm tính, bớt nóng tính, rất là giỏi của chị, có nghĩa biết lắng nghe, đầm tính hơn, biết suy nghĩ. Và quan trọng bao nhiêu cuộc đời chị sóng gió đẩy qua, chị mới biết gia đình là quan trọng vô cùng, bữa cơm nó quan trọng vô cùng. Nhiều khi chị đói meo rau, chị đói tức mình luôn á, đi quay về mà chị đợi cơm á, chị vẫn muốn ngồi xuống ăn cơm, đói lắm muốn ăn cơm, tại vì mình đi quay về là 6-7 giờ, 8 giờ, đói bụng, rồi về phải quy tụ đầy đủ, nhà chị đông lắm, 3 người lắm, cho nên phải ăn được bữa cơm. Dạ cảm ơn em nha, chị nói rồi tụi em lên phỏng vấn ăn cơm đi, anh Phương sẽ nói nhiều điều đó, bụ ảnh đi.